Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Nguyễn Duy Official của mình. Trong video hôm nay, mình sẽ nói về cái sự kiện giữa Nga và Ukraine. Nhưng mà chủ đề chính thì mình sẽ nói về ông Prigozhin và cái cuộc binh biến của ông ấy. Thì những cái thông tin về cuộc binh biến của ông Prigozhin có lẽ là các bạn đã được cập nhật hết rồi. Thì cái nguyên nhân và cái kết quả của cuộc binh biến này mình sẽ không nhắc đi nhắc lại, nó sẽ mất thời gian của các bạn. Nhưng mà qua cái cuộc binh biến của ông Prigozhin thì mình nhìn thấy được có bốn cái vấn đề sau đây mà nước Nga đang phải đối mặt, và nó cũng làm cho chúng ta vỡ lẽ ra được nhiều điều về cái sự thật từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn đó chính là cái sự thất bại của Nga mà ông Prigozhin đã lộ ra cho chúng ta thấy. Lẽ dĩ nhiên là sau khi ông Putin và ông Prigozhin có những cái hụt hạc với nhau trên cái bàn tròn chính trị, thì chúng ta mới thấy rõ rằng là các cái tờ báo phương Tây và của Ukraine đã đăng tin khá là chính xác về những cái thiệt hại của quân Nga. Và những cái thiệt hại đó nó đã làm cho ông Prigozhin trở nên là rất là bực tức, và ông Prigozhin mới có những cái chỉ trích bộ phòng Nga và chỉ trích kế hoạch của Putin. Bởi vì nếu như mà bộ phòng Nga và ông Putin thực hiện cái chiến dịch theo đúng như kế hoạch, và quân đội Nga thật sự đang giành chiến thắng, đang giành lợi thế trên chiến trường, thì không lý gì ông Prigozhin, một cái người chủ của tập đoàn tư nhân đánh thuê, ông lại lên chỉ trích ông Putin. Không có lý gì mà ông ta lại làm những cái video mà ông chửi bới ôm sòm như vậy, rồi dẫn quân vào tận thủ đô Moscow để mà đòi phế truất ông bộ trưởng phòng Shoigu. Cái điều này nó để lại cho chúng ta thấy là ông Prigozhin đã lộ ra cho chúng ta thấy nước Nga đang thất bại như thế nào trên chiến trường. Đúng không các bạn? Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái vấn đề nước Nga đang lục đục, đang lũng củng nội bộ, và trên dưới nó mất đoàn kết với nhau. Các bạn có thấy là trong lịch sử của nhân loại, lịch sử của các cuộc chiến tranh, thì có cái cuộc chiến tranh nào mà nó thành công khi mà cái quốc gia đó bị lục đục nội bộ không? Không bao giờ có. Từ cái thời Chiến Quốc cho tới thời La Mã, cho tới các cái thời mà của Napoleon, Babylon, các cái đế chế của Nga xã hội, vân vân, thì những cái cuộc chiến mà cái quốc gia nào mà nó có những cái sự gọi là không có thống nhất trên dưới một lòng với nhau thì nó rất dễ dẫn đến một cái sự thất bại. Và cái sự thất bại này là một cái điều chắc chắn nó sẽ xảy ra với quốc gia đó. Thì Nga hiện nay đang nằm trong tình trạng này, và nước Nga của Putin hiện nay đang gọi là trên bảo dưới không nghe. Cho nên là cái chỉ dấu này nó cho chúng ta thấy rằng là nước Nga trong tương lai sẽ phải là chịu những cái thất bại rất nặng nề trước người Ukraine và phương Tây. Đó là cái nguyên nhân thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cái nguyên nhân thứ ba đó chính là cái trật tự trị an và cái tính phòng thủ của nước Nga, của Putin á, là quá lỏng lẻo, và gần như là nước Nga bây giờ nó vườn không nhà trống. Kể từ khi mà các cái lực lượng nổi dậy người Nga yêu hòa bình yêu tự do và quân đội tình nguyện người Nga tấn công vào Belgrade, thì chúng ta thấy họ đi vào nước Nga giống như là đi ở cái chốn không người rồi. Cho đến cái vụ của ông Prigozhin, chúng ta thấy là các lực lượng vệ binh của Nga cũng như là cảnh sát Nga được trang bị khá là yếu kém, và không có nhiều vũ khí hạng nặng để có thể chống lại những cái đợt phản công, tấn công dồn dập của ông Prigozhin. Và ông Prigozhin cứ thế mà băng băng một mạch từ Rostov về Moscow trên cái quãng đường tới 1.000 km, mà các bạn biết là những cái loại vũ khí hạng nặng của ông Prigozhin tiêu tốn xăng dầu rất là nhiều. Cái việc mà cung cấp xăng dầu cho ông Prigozhin đi cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là ông ta sẽ lấy tại chỗ những cái địa phương mà ông đi qua. Thì cái điều này để cho chúng ta thấy rằng là cái tính phòng thủ nước Nga của ông Putin là một trong những cái vấn đề mà trong cái bối cảnh mà như những gì mà tôi phân tích tối qua trong cái video mà tôi nói về cái nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đó, thì nhiều khả năng nếu như mà ông Putin ông sai lầm trong cái kế hoạch
ông cho phá hủy nhà máy điện hạt nhân, thì NATO sẽ vào cuộc. Và nhiều khả năng các quốc gia NATO sẽ tấn công nước Nga. Và với một cái tình hình mà nước Nga lỏng lẻo như thế này, vườn không nhà trống như thế này, thì tôi nghĩ rằng là các cái lực lượng của NATO họ sẽ tiến còn nhanh hơn cả các lực lượng của Rigozhin. Cho nên là cái nguy cơ mà nước Nga sẽ đối mặt với một cái cuộc chiến với NATO á, tôi nghĩ là nó rất khó tránh khỏi. Và nếu như mà nó xảy ra với tình trạng này thì rõ ràng là chính quyền của Putin sẽ lâm nguy, nước Nga sẽ lâm nguy. Và có thể là nó sẽ phân mảnh, hoặc là nó một cái kịch bản nào đó do phương Tây nó dựng lên. Thì đó là cái nguyên nhân thứ ba. Vậy thì nguyên nhân thứ tư là gì? Cái nguyên nhân thứ tư này tôi nghĩ đến một cái viễn cảnh xa hơn một tí, nhưng mà nó không loại trừ khả năng. Đó là nước Nga sẽ xuất hiện 5 cánh quân, giống như là loạn 12 sứ quân ở Việt Nam trong những cái giai đoạn lịch sử trước đây đó. Các bạn thấy là tình hình của nước Nga bây giờ nó rất là rối ren. Cái xã hội và chính trị của nước Nga nó rất là bất ổn. Và một cái xã hội như vậy, mất trật tự như vậy, nó sẽ rất dễ bị tan rã. Và khi mà tan rã thì nó sẽ dễ hình thành rất là nhiều những cái phe phái, những cái băng nhóm khác nhau. Và ngay bây giờ thì chúng ta thấy là các cái lực lượng mà nó đang hình thành, như là ban đầu là Wagner, thứ hai là lực lượng Ahmad, các lực lượng đánh thuê Ahmad. Lực lượng này thì nó thân với các lực lượng của Chechen. Thì cái lực lượng thứ ba là lực lượng Kadyrov Chechen đó các bạn. Thì ba cái lực lượng này được coi là ba cái lực lượng đứng ngoài quân đội Nga. Và cái lực lượng thứ tư dĩ nhiên là lực lượng của quân đội Nga, lực lượng được điều hành bởi Bộ Quốc phòng Nga và ông Putin. Lực lượng thứ năm có thể là đến từ các cái lực lượng người Nga yêu tự do đã từng tấn công vào Belarus. Và cái liên minh giữa hai cái lực lượng người Nga yêu tự do này cũng là một trong những cái lực lượng đáng gờm, bởi vì họ ngày họ càng phát triển và càng tăng quân số, cũng như là có nhiều khả năng phía Ukraine và phương Tây họ sẽ hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho những lực lượng này. Trong khi đó thì chúng ta không loại trừ khả năng ông Lukashenko cũng sẽ có một cái lực lượng riêng, bởi vì ông Lukashenko cũng cần phải phòng thủ Belarus trước cái tham vọng của những cái nhóm phiến quân và của ông Putin nữa. Cho nên là cái tình hình nước Nga mà nếu như nó lâm phải những cái sự mất trật tự và rối ren như thế này, thì cái xã hội Nga nó sẽ dễ bị phân mảnh. Và khi mà nó phân mảnh thì các bạn thấy là nước Nga sẽ lâm vào cái cảnh là chiến tranh triền miên. Với một cái lãnh thổ rộng lớn của nước Nga thì nhiều khả năng nó sẽ bị tách ra làm nhiều nước, nhiều cái nước cộng hòa. Và các bạn biết rằng là những cái vùng lãnh thổ này phần lớn là nó nằm ở Siberia, một phần ba của nước Nga nằm ở các vùng đồng bằng thuộc châu Âu. Thì những cái vùng đồng bằng này trong lịch sử của nước Nga thường xuyên xảy ra chiến tranh. Và nước Nga không phải là bị phân mảnh bị phân mảnh một lần, mà nó bị phân mảnh trước đây rồi, tức là trước cái giai đoạn năm 1917 nước Nga đã từng bị phân mảnh rồi. Và sau đó thì năm 1991 thì nó đã bị phân mảnh thêm một lần nữa. Và bây giờ thì có nhiều khả năng nó cũng đang đứng trước một cái nguy cơ như vậy. Thì nếu như những gì mà nó xảy ra theo những gì mà kịch bản mà tôi nói á, thì châu Âu sẽ đối mặt với một cái cuộc chiến tranh triền miên, và giáp biên giới với các quốc gia NATO sẽ có chiến tranh. Và từ đó thì thế giới nó sẽ cực kỳ bất ổn. Và các bạn nên nhớ rằng là ở nước Nga nó có sở hữu vũ khí hạt nhân. Thì chưa biết chừng khi mà những cái cuộc bạo loạn, những cái cuộc mà gọi là phiến loạn như vậy, thì nó có thể sử dụng đến vũ khí hạt nhân, thì thế giới nó càng bất ổn hơn nữa. Thì đó là một cái nhìn nhận của tôi qua cái tình hình mà tôi nhìn thấy trong mấy ngày qua từ những cái hoạt động của ông Rigozhin. Thì tôi cho rằng là nếu như mà quân đội Ukraine họ đạt được thêm nhiều những cái sự gọi là tiến bộ trên chiến trường, họ giành được nhiều cái vùng lãnh thổ hơn, thì khả năng ông Rigozhin và ông Putin sẽ có thêm nhiều những cái mâu thuẫn cao hơn nữa, chắc chắn.